Hello các bạn, chào mừng đến với nhóm Cú, mình là Bảy Mình Bông. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một số những update trong phiên bản tiếp theo mà tôi nghĩ nó sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Đáng nhẽ thì miHoYo nên update những cái điều này sớm, chứ không phải đến tận bây giờ anh em mới sang đến tận Natlan rồi mới update cơ. Và trước khi mà chúng ta đến với những update thì các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Intro nào. Số 1 là chúng ta sẽ update đến những cái la bàn tìm báu vật. Với bất cứ một khu vực nào chúng ta cũng đều có một cái la bàn riêng. Ở đây có Manstatli Yue Inazuma này, Thủy là của Fonten này, rồi Natlan các kiểu, Sumeru là của Thảo nhá. Nhưng khi các bạn trang bị bất cứ một cái la bàn tìm dương nào, ví dụ các bạn thấy là bảy tôi đang ở Natlan, thì dùng cái la bàn của Sumeru chúng ta không thể nào mà dò được dương đúng không? Bắt đầu từ phiên bản tiếp theo, cái la bàn tìm dương này của chúng ta sẽ update. Khi mà các bạn dịch chuyển sang bất cứ một khu vực nào, ví dụ bảy tôi đang dùng cái la bàn của Thảo và bây giờ bảy tôi đang ở Natlan, thì auto cái la bàn nó sẽ chuyển sang cái la bàn của Natlan nhá. Đây, cái la bàn màu đỏ này. Đấy là trường hợp các bạn phải có trong người rồi nha. Rồi tiếp theo, nếu mà các bạn ở Natlan các bạn dịch chuyển về Inazuma thì chúng ta lại chuyển sang cái la bàn của Inazuma. Đó, nó tự động nó chuyển nha, chứ không cần các bạn phải chuyển nữa. Đây là một update tôi nghĩ nó khá là thú vị, đặc biệt là những khu vực mà nó tiếp cận với nhau ấy. Chúng ta không biết là khu vực đấy là của Liyue hay là của Manslat các kiểu. Đây, nhất là cái khu vực mà chính là khu vực này này. Đó, những khu vực này thì chúng ta rất khó hình dung được là a cái này nó ở Manstat hay ở Liyue các kiểu. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể là trải nghiệm cái tự động chuyển đấy. Và lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể biết được rằng là đấy là Liyue đúng không? Còn đây sẽ là Manstat kiểu vậy. Số 2 là bắt đầu từ phiên bản tiếp theo ấy, cái la bàn tìm dương của chúng ta nhá, không chỉ tìm được dương hiện ở trên map, nó còn tìm được cả tiên linh này, nó còn tìm được cả khiêu chiến này. Dù đến hiện tại với anh em chơi lâu, update này nó thật sự là hơi muộn, nhưng với những bạn mới chơi thì đây là một trong những cái rất là hay. Đặc biệt là những bạn nào mà các bạn rất là hay cầm những cái la bàn tìm dương, các bạn đi 100% map. Lưu ý cho các bạn một chút, đó là chúng ta chỉ tăng thêm tiên linh cũng như là khiêu chiến thôi. Còn những cái dương ẩn, giải đố ẩn các thứ ấy, các bạn bắt buộc là phải tự làm nhé, chứ nó không có dùng la bàn đi tìm được các bạn ạ. Chắc là phải một vài phiên bản tiếp theo nữa thì chúng ta mới có update cái kiểu tìm dương ẩn hay là khiêu chiến ẩn cơ. Tóm lại thì trong phiên bản tiếp theo, la bàn tìm báu vật của chúng ta sẽ được nâng cấp sang cái phiên bản nó cao cấp hơn, nó ngon hơn các kiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu cá của Natlan. Và đây có lẽ là một trong những tin tức mà tôi nghĩ các bạn cũng mong chờ nhiều rồi. Các bạn đang đợi cái vũ khí câu cá của Natlan đúng không? Hiện tại nhá, nếu các bạn search trên Google ấy, chúng ta sẽ thấy là có đâu đấy 3 cái vũ khí 4 sao mới. Và không rõ là trong đấy ấy, có cái pháp khí này, có cái cung này và có cái kiếm đơn này. Thì cái nào sẽ là vũ khí câu cá? Vẫn chưa rõ các bạn ạ, vẫn chưa có thông tin gì cả. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã có thông tin đầu tiên liên quan đến câu cá của Natlan. Là phiên bản sau anh em mình sẽ bắt đầu đi câu cá của Natlan. Các bạn sẽ có một cái cần câu cá của Natlan mới. Một cái cần câu cá mới. Và cái vị trí của NPC câu cá các bạn đổi đổi cần cũng như đổi đồ ấy, nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Hiện tại cái điều quan trọng nhất đó là cái vũ khí câu cá của Natlan là cái gì mà thôi. Có một kiếm đơn này, một cái cung này và một cái pháp khí mới. Và cái pháp khí đấy là nếu anh em nào mà chưa có những cái vũ khí ngon nghẻ dành cho Neuvelet thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái pháp khí đấy nhá. Có dòng phụ đó là hiệu quả nạp. Còn cái nội tại á, nội tại của nó ở tinh luyện 5 á, búp đến 88% HP các bạn. Khiếp quá kinh khủng. Thông tin số 3 của chúng ta là một số những phản ứng nguyên tố sẽ được nâng sát thương, hay đúng hơn á, là cái tỷ lệ nhân đam của nó sẽ cao hơn. Ở đây chúng ta sẽ có 4 loại cụ thể ở đây này. Số 1 là overload, tức là quá tải ấy. Chúng ta sẽ được tính từ 2.0 hiện tại nhá, nâng lên là 2.75 này. Rồi siêu dẫn là từ 0.5, các bạn sẽ được nâng lên là 1.5. Điện cảm thì là 1.2, nâng lên là 2.0. Cuối cùng là phá băng á, từ 1.5, nâng lên là 3. Các bạn nhìn qua cái chỉ số này, các bạn thấy là cái phá băng đang được nâng cao nhất này, cộng đến 1.5 điểm. Những phản ứng hot hit mà kể từ khi Cinepack ra mắt đến tận bây giờ ấy, chúng ta có thể liệt kê ra một vài nguyên tố. Số 1 là thủy đi cùng với hỏa. Ở đây nếu các bạn dùng thủy trước để làm ấn nguyên tố, các bạn kích hoạt hỏa thì chúng ta sẽ có phản ứng là nhân 1.5. Còn nếu các bạn có hỏa trước và các bạn dùng thủy các bạn kích hoạt thì chúng ta sẽ có nhân 2. Tiếp theo là tan chảy, chúng ta có hệ băng đi cùng với hệ hỏa này. Ở đây nếu các bạn dùng hỏa trước và sau đó các bạn dùng đến băng á, chúng ta sẽ nhân 1.5. Còn nếu các bạn dùng băng trước sau đó các bạn dùng đến hỏa, chúng ta sẽ có nhân 2. Đây chính là hai phản ứng hot hit nhất của Cinepack kể từ phiên bản 1.0. Sau đó thì đến phiên bản 3.0 chúng ta có hệ thảo, thì lúc đó chúng ta có thêm những cái phản ứng khác liên quan đến hệ thảo đi cùng với cả những nguyên tố còn lại. Và kể đến chủ yếu ở đây thì chúng ta có là của thảo đi cùng với thủy đi cùng với lôi. Còn lại tất cả những phản ứng như kiểu là điện cảm này, siêu dẫn này, vân vân thì đều bị cho ra rìa các bạn, khó lắm. Nhưng cùng với sự ra mắt sắp tới của Chaska đấy thì có lẽ là những phản ứng này được búp để tăng cái sát thương.
đi cùng với cái bộ kỹ năng của cô nàng này. Đây không hẳn là nhận định cá nhân của bảy tôi đâu, mà là của rất là nhiều người sau khi mà nhìn cái hệ được nhân đam như vậy này. Đó, thì họ mới suy ra rằng là à, không biết là những nhân vật như kiểu Venti, Kazuha hay là Chaska các kiểu ấy, sắp tới được lợi đến từ sự ra mắt của Chaska, thế nên là có những cái phản ứng được búp như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại đấy thì cái hệ duy nhất mà gần như là không có thay đổi từ đầu đến giờ ấy, đó chính là hệ vật lý các bạn. Ella của chúng ta là một nhân vật điển hình đây. Rerun rất lâu và từ lần quay trở lại gần đây nhất ấy, Ella của chúng ta đã không còn cái sự hot hit như thủ ban đầu nữa. Và tôi cũng đã quyết định là dừng, không có ý định quay thêm cung mệnh cho cô nàng này. Khi mà cái lượng sát thương vật lý bây giờ thật sự là tôi không, rất khó các bạn ạ, rất khó để chơi được với cả La Hoàn hiện tại, khó lắm. Nếu cố thì vẫn đi được thôi, nhưng nó mệt hơn nhiều so với đội hình của Neuvillette chứ, đúng không? Vì vậy rất hy vọng rằng là MiHoYo đừng có bỏ quên hệ vật lý chứ, Ella của tôi, trời ơi. Phần cuối cùng trước khi mà bầy tôi kết thúc video này thì các bạn đã tích được bao nhiêu cái vé quay hồng cho phiên bản tiếp theo rồi? Như tôi đây đã tích được khoảng 32 lượt zone hồng này, với cả cái số nguyên thạch là 4, gọi là 500 nguyên thạch đi. Điều này bởi tôi cũng không có giấu các bạn làm gì cả. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì tôi đã mất khoảng vài gói nhân đôi rồi. Ví dụ như là gói này mất nhân đôi này, gói này mất nhân đôi này. Chết rồi, lộ liễu quá. Thế chứ lại đau đầu. Tôi thì không có quyết định quay thêm cung mệnh cho Silo nữa, bởi vì là phiên bản sau có rất nhiều nhân vật ngon. Và tôi đang định là để đến phase 2 của phiên bản này lấy thêm cung mệnh cho Nahida nữa. Lý do tại sao tôi lại lựa chọn cung mệnh cho Nahida chứ không có đợi đến phiên bản sau, bởi vì phiên bản sau tôi phát hiện một điều á, đó là theo thông tin tôi cập nhật được thì phase 2 chúng ta mới có sự xuất hiện quay trở lại của Neuvillette. Thành ra là cái phase 1 tôi có thể đi farm được rất là nhiều cái phần thưởng nguyên thạch. Lúc đó thì bởi tôi chắc chắn là cũng sẽ có cái lượng nguyên thạch kha khá cho phase 2 rồi. Vì vậy hiện tại bởi tôi sẽ lựa chọn quay Nahida để lấy thêm cái cung mệnh 1, thậm chí là nếu may mắn có thể lấy được cung mệnh 2 khi mà 10 lần roll có thể nổ được 2 vàng, đúng không? Cuộc sống của tôi thì luôn luôn may mắn các bạn. Trời ơi, mặc dù là 4 năm chơi chưa bao giờ nổ trước 60 lần, nhưng hy vọng rằng là vẫn sẽ có những cái vận may ở đấy sau khi mà kỷ niệm 4 năm nhỉ. Tôi lại có thêm 2 vàng trong 10 zone thì sao? Quá ngon, quá xịn. Và thời khắc quan trọng của chúng ta đã đến rồi. Các bạn mở phần thông báo trong HoYoLab nhá. Các bạn kéo xuống phần nhận thưởng này. Đâu nhỉ? Bình luận của Furina này, đại diện không cần này. Chúc mừng bạn đã nhận phần thưởng ở trong 4 năm kỷ niệm. Được cái gì đây? Nhận được 100.000 mô. À, đùa chứ, đùa. Tẻ tháng mùa 2 của tôi đâu. À, tôi không thích đâu. Thôi được rồi, nói chung là chúng ta đã có cái kết quả của sự kiện thẻ tháng cũng như là Mora rồi. Tôi thì nằm trong cái số lệch Mora thôi. Không biết là ở đây có bạn nào trúng thẻ tháng không. Chúc mừng tất cả các bạn nhé. Thế nhá, bây giờ thì chính thức là gửi lời chào đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye and see you again.